Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin nóng showbiz ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh được khen vừa nhất bác Chiêu Tấn tái hợp tạo hình mới của Lâm Canh Tân. Showbiz hôm nay có gì? Cùng điểm lại các thông tin hot tại bài viết này. Hình ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh trong dự phượng hành do đoàn làm phim và phòng làm việc đăng tải nhằm xác lận phong thái của nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Hôm nay, lịch phát sóng chính thức của băng vụ họa do Trần Hiệu và Vương Nhất Bác đồng chính đã được công bố. Theo đó, tài khoản VIP có thể xem 12 tập trong 9 ngày liên tục đầu tiên, trọn bộ 32 tập. Hình ảnh mới của Lâm Canh Tân trong dự phượng hành do phòng làm việc của Lâm Canh Tân đăng tải. Rating khốc phân ngày đầu phát sóng bộ phim Hoan Lạc Tục 3 trên đài Đông Phương được công bố là 0.26%. Theo đánh giá của khán giả, cốt truyện phim khá vụng, tính cách đặc trưng của Ngụ Mị không nổi bật như hai phần trước, diễn xuất của diễn viên không thực sự tự nhiên. Hôm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, HQ quyết định chọn phim Quyết Tâm Chia Tay do Thang Duy đồng chính tham gia cạnh tranh giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trong khuôn khổ giải Oscar danh giá. Mới đây, Cảnh San Tin chia sẻ video Dương Tử xuất hiện ở nhà Lưu Học Nghĩa vào đúng ngày sinh nhật của anh. Đang chú ý, Lưu Học Nghĩa còn đút cho đồng nghiệp miếng bánh kem mà Dương Tử không chút ngần ngại mà ăn một cách thoải mái. Sau đó, Lưu Học Nghĩa đã ăn hết phần còn lại. Sau đó, cả hai lên tiếng khẳng định chị là bạn bè, bánh kem phần của ai người đó ăn. Như Châu Tấn và Vừa Nhất Bác lại hợp tác, hiện Vừa Nhất Bác đã gia hạn hợp đồng với công ty quản lý nên quan hệ hợp tác giữa cậu ấy và Chanel sẽ sâu sắc hơn. Tân chị lôi khoe nhan sắc trên bìa Elleman August 2022. Mới đây, truyền thông đưa tin Vương Nguyên và Dị Dương Thiên Tị đã bao trọn rạp để ủng hộ phim mới cho Vương Tuấn Khải. Tin tức này đã lên hạn top 7 hot shot. Dưa, Dương Mịch gần đây đã rất thân thiết với Lý Tư Danny, còn giới thiệu cô ấy với giới Thượng Hải. Dưa, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Tự Di có thể sẽ hợp tác, họ đã hẹn nhau ăn tối mấy lần. Mới đây, Lưu Diệc Phi đã tham gia một sự kiện của nhãn hàng đồng hồ danh tiếng. Có mặt tại hiện trường, nữ diễn viên khiến mọi người choáng ngợp bởi nhan sắc xinh đẹp không tuổi. Ngoài ra, dàn vệ sĩ với hơn 500 người vây quanh cô tại sự kiện cũng khiến netizen phải bàn tán. Nhiều người cho rằng cô quá lố khi huy động nguồn lực như vậy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.